lại đây. Nếu không sẽ trụ di hồn xác ngày xưa con gây quá nhiều. Ngài gây ra hậu quả đủ điều mong cầu Phật mau giúp dịu con thơ. Nay đã mở lực trời phân sự con học tu thi cử hoa tràng hết đời trở lại tiếng ban cuối sinh đại đức mẫu hoàng chứng minh. Đầu cuối lại thiên đình tam giáo à, nhờ không đồng dạy bảo cho con à, tư ân hiếu nghĩa lo tròn chánh tà phân rõ cho con hiểu tường. Đầu lại thập phương chư Phật ngã đổ người đời tàn tật khổ đau chịu nhiều cực khổ biết bao đôi lo chẳng biết ngày nào em thân. Đầu cuối lại lục thân Bồ Tát à, giúp chúng sanh đổ đạt kỳ phong. Nén tay khói lửa chất trọng mong nhờ Bồ Tát hết lòng đầu cuối lại tây phương Phật tổ a ban phép lành bảo hộ nhân sanh cứu cho dứt khỏi bệnh tình quyền di Phật tổ quay linh hải hà. Đầu cuối lại giúp người đời cầm vật dương gian độ cho ba tâm an nhà người tu sẽ được bình an trở về. Đầu cuối lại chuẩn đề thổ mẫu trần đời năm dẫu có an vui sinh tổ mẫu hạ bàn giúp cho ba tâm bình an hội này. Đầu cuối lại Phật thầy Phật tổ giúp chúng lánh xa tội lỗi ngục cầu đạo con giữ vững đạo tu trọn quyền. Đầu cuối lại cổ thiên quyền nữ giúp chúng con thi cử mạng đơn đạo cho nữ trẻ già đến ngày dứt hội long qua mạng phần.
đầm chấm đại thủy lôi. Gió phong thủy hòa phục hồi chúng sanh vạn vật cao dội chữ tu. Đầu cuối lại văn hồ xưa lại sản cho con dứt nợ trần ai. Quyền di phép thuật có ngài phổ dây khắp cả lâu đài ma dương. Đầu cuối lại tây phương Phật tổ linh hòa đào bảo hộ năm non. Oh,
đầu cuối lại tử nhà thái thượng nga lâm lịnh trời kỳ phương sống lại lập thầm hai gái một cái tiên đồng ngọc nữ đầu cuối lại nam tàu bắt đầu hoa thiện do lành năm dầu phân chia hiền lương bắt đầu dắt về hung ăn đổ lệ đầm đìa thành sông đầu cuối lại sẽ quạt phóng quang thương tầng cánh thủ bình an độ cho ba tâm dương gian thủ hoàng đầu cuối lại chân nhân ngọc đảnh thọ sắc trời thổ ánh hoa chuyện xây nhật nguyệt đạo quyền âm dương khắp thổ giữ yên bình hòa đầu cuối lại lệnh bà cố phẩm ma tăng ngàn trùng vàng dầm linh tiêu quay phong binh đi mà điều trắng em ba tâm giấc diệu dòng linh đầu cuối lại sức tính đi lão tổ hoa ban xếp màu bảo hậu cho con em dựng ngang đạo nghĩa sông toàn ngày nay tất cả chúng con lại cầu đầu cuối lại minh châu ngọc tương hạ phạm trần cô dương ba gia diệt trừ yêu quỷ hằng hà ra tay dẫn đạo mẫu mà càng khôn đầu cuối lại lão tôn đại thánh lãnh lệnh trời diệt quỷ trừ ma trong linh rắn hổ mãn xà dùng cây thiết bản đánh ra tỏa hoàng đầu cuối lại chân nhân thái ất nga hạ phạm trần gian vật phù linh bảo toàn bốn mạng chúng sinh phật trần dây lòng vạn binh thủy điện đầu cuối lại hiện Bồ Tát nghe giúp người đời bỏ ác từ tâm ăn năn những việc đã lầm từ bi hai chữ trong tâm hiện hòa đầu cuối lại khổ đà Bồ Tát giúp chúng đó đã trường thi thề quyền ai chữ quý ấy trăm dành cái giả sân si chẳng màng đầu cuối lại minh hoàng
xuất hai hai hỏi thành kinh lễ thân lâu nay xuất thế hồng trần lập đời đại hỏi phong thần kỳ ba hoàng sức thế khai hội thành kính lễ từ thân lâu nay sức thế hồng trần lập đời đại hội phong thành kỳ ba tiếng thầy báo hiệu chẳng nghe để cho tất cả dương gian kinh thành đầu cuối lại ngũ hành năm mươi mẫu hỏi chúng con theo dấu năm bà xuống địa rất xa biển sao bà dắt con về cung tiên đầu cuối lại niên đăng bồ tát ở trần miền loạn lạc biết bao cuối xin đi bỏ con trở giấc chim bao con dê đầu cuối lại bồ đề sư tỏ phép nhiệm màu dạy dỗ chúng con quý tâm học đạo cho tròn gắn công tu luyện đầu cuối lại thông thiên giáo chủ ban lệnh kề hỏi đủ chư tiên bốn phương vũ lòng đạo quyền để cho sanh chúng bình yên dân lòng đồng lão tử sai tiên thần trấn giữ trung rao tần khắp đi cả bốn phương ở ngài chính đi giữa trung ương có ngài đầu cuối là hồng hà di là ổ lửa tam thanh diện bảo trừ gian đố theo ma quỷ trần hoàng giúp người tu hành bình an muôn đời đầu cuối lại Phật trời thần thánh tứ thiên dương lành lành bình thiên giảng muôn là hán hạ miền phủ dây tư phía diệt muôn tinh phàm
sống suốt thiệt thà nhân đức, kẻ hung hăng lập tức tiêu tan. Trận chiến màn ba cướp thúc ma phân, nằm rằm trong ngục địa thiên ca. Trong thành có hơn trung tiên cung, vàng xả tiền đảo điên địa cầu. Khắp ba tâm ly nằm khó hầm dài nâng dầm mưa, tứ tiên dân lầm thượng thừa phi phong đảo hải không chừa ép gian. Đầu cuối lại minh quang thôn Phật ngà mấy lâu nay ẩn dật thấy xăm cài hối từ tâm.
đầu cuối lại lục nương thân ni mẫu a mở đường trời rồi thấu tâm linh xét soi lòng dạ chúng sinh tu hiền sẽ bước phải linh nhiệm màu đường đầu cuối lại dương ngô trưởng lão phép nhiệm màu dạy bảo cho con hiểu trung hai chữ sống còn hoàng khai đại đạo cho con đắc thầm đầu cuối lại tam thanh dương tử lầm lầm trời phụng sự triều gia rao tầng khắp cả mọi nhà sẵn sàng bảo hộ xảy ra điều gì lúc mây biên diệt chi còn đường đi đường nào về chốn cung di đường nào trở xuống a tỳ ngục tam thanh ni tử dắt hồn dắt xác quả địa cầu giải thoát trầm luân hào quang chiếu sáng rất mừng dành thiên tu sẽ đưa chân bước vào đầu cuối lại đại đạo thượng tối mang cầm rồng đầu đội kim khôi trần gian tu học xong rồi cho phép hiểu đứng ngồi tòa sen nam mô quyền cung cao thượng đế ngọc hoàng đại kim tôn nam mô diêu trì kim mẫu vô cực đại từ tôn nam mô a di đà phật đầu cuối là mỏi mòn đến ngày tận diệt hồn con trở về tông qua hội cần kề sắp đến tâm thần con vô bến vô màn sợ rằng con phải chơi với hồng quân lão tổ thời tiết không nên âm dương áp thấu nguyệt hạ
đời bàn dứt rồi lòng qua chúng con có mẹ đưa qua lầu đài đầu cuối lại các ngày thiên thâm à họ chúng à con trong cầm binh đao đàn rơi bom nổ lại địa cầu nhất đây à đừng phạt hành khó về chúng con nếu mà tội lỗi con còn mong nhờ nhất để tha con tội tình đầu cuối lại thượng minh đi đại chúng con gặp phải tai qua mênh mông sông biển hằng hà mong nhờ thứ hãy buông tha con hiền đầu cuối lại đại điện bồ tát ban ngọc trời rải rác cho con chúng sanh chết sống hay còn cũng nhờ ngủ khóc bảo con trọn đời sống hương thay thì nhờ gạo lúa sâu bỏ thầy gây mùa mên sau phân mùa gió tiết mong cầu chúng con đành lễ dập đầu cầu xin mong đại tiết hiển linh trợ giúp ngày lần đêm lặng thấp tiền hương thánh hư qua quả màu cảnh giấc nhiều hiu ma sái trời ngập tiếp sẽ tiêu mong nhờ thần thấm đổ điều ruộng nương đầu cuối lại tàn dương đồ tết mong ngày tương đầu đạt ba già hôm nay khắp cả mọi nhà tướng và thân giấy ngôi gia hết lòng đầu cuối lại lệnh ông Nam Hải giúp chúng con gặp phải gặp lành khói hương khấn nguyện chí thành lệnh ông Nam Hải ban hành quyền chi đấng Nam Hải đại bi đại phúc giúp chúng sanh hạnh phúc vì ấm mây nọ biển đông sông phổ gió to mong ngày hổ đỏ giúp cho thanh nhàn đầu cuối lại thanh niên
hơn bước bay xa ngàn trồng. Đầu cuối lại thầy cùng mất hải trải nghiệm màu sai bãi nạn thương. Thầy cùng phép báo chẳng được hô phong quán chủ quỷ bất ngon. Đại thủy tương tài tôn tài gió vỗ lòng cầu hoa gió dương quay. Giết trời ma quỷ sai hạ màn trăng thổ phận hai thủy điền. Chẳng khói lửa giữ nguyên địa thể giúp người đời đại sĩ đại hiền. Người nào có được căn viên ác ngân bảo hộ y viên linh hồn. Đầu cuối lại địa môn năm phổ hoa giúp chúng con tình ngộ quên ba. Bảo con thương mẹ nhớ cha an toàn nhất hồi long qua con về. Long qua hỏi ổ ê thi thề con lại cầu khóc kể đến ông. Từ đây cố gắng lòng mong mê nhờ địa phủ ở dòng thả hồn. Đức âm mi phủ địa môn thương xót phần hồn khỏi lo diêm dương. Nghiệp tân tội lỗi tai ương cuối sinh địa phủ xót phương hồn trần. Đầu cuối lại long thần ngộ pháp ma giữ cửa tiền trấn áp yêu ma. Người tố bái lại hằng hà mong nhờ hộ pháp độ qua người lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đầu cuối lại thổ thần chủ đất hộ gia đình cảnh vật quê hương. Việc gì cũng có ngũ phương ở an chính đi trọng ngũ hoa phương hết lòng. Đầu cuối lại bạch hồng ngũ hộ sơn thần bảo hộ năm non. Giữ gìn rừng núi an toàn để cho tất cả các con hướng nhà. Con chi lại kính nhờ ngũ hộ quảng trường thì bảo hộ chúng con. Lên non xuống dành chúa toàn trường kỳ ngũ hảo đổ con qua ngày. Đầu cuối lại thần tài đại đức nga độ chúng con mặc sức mà ăn. Nghĩa nhân đi đạo đức nặng quặng thần tài bảo hộ lòng ngăn cơ hoài. Đầu cuối lại đức ngài thổ địa
bán buôn chẳng biết làm sao cho vừa lòng dạ người nào cũng vui. Mong thọ địa thiên xuôi cho rõ ban giới buồn phần tỏ khắp thân đó cho lòng vọng tưởng lại cầu thành gió cho chúng con hiểu rõ buồn phong nửa đêm lo sợ pháp phòng nghĩ rằng thành gió cồn phong bất ngờ mong thành gió lời một chút để chúng con hạnh phúc ngày ấm này nọ. Gió phong sóng lớn thật to chúng con xin sống đắn đo pháp phòng đời tận thế cổ rồng nói vậy không chỗ chạy mọi gió mưa rền gian sấm sét chẳng vừa phổ dây trần chạy không chữa ác gian xin thượng đế ngọc hoàng tha thứ cho chúng con thi tử sập núi tâm thần con trôi nhủi đi đâu cha ơi cha ngự tay lầu nơi nào cha để địa cầu phổ con xin tề mẫu cung son cung giấc ngã cho chúng con giảm bớt tội tình ngày nào con còn đánh đi năn nở nào mẹ bỏ con mình hay sao xin đất đi rộng trời cao chứng đi giam con thể quyền không đi giam bỏ cũng giữ chữ tô tặng tường mong từ mẫu xót thương con dạy tại con thờ con hãy mẫu tặng để cho mẹ xuống phàm trần thật là tội nghiệp mẫu khóc kể trên ta tháng gian dời đức mẹ già làm cho mẹ phải lệ xa cơ dòng lệ cháu hai hàng mỹ nho không đành lòng mẹ bỏ con thơ đợi đến chờ hôm nay mẹ xuống trần đời bên con xin kim
son kính chiếu, con lại cầu cha hiếu mẫu thân. Về con mẹ xuống phàm trần, làm cho mẹ khổ tâm thân đã già. Con vui lại xin tha tội lỗi, sợ lòng mình cái hối từ nay. Mẹ cha ngự vốn lầu đài, con nguyện một dạ sai đạo màu. Con đành lễ lại cầu tam giáo, xin cầu đồng dạy bảo cho. Từ nay con hứa lo tròn, lại cầu tam giáo chứng con sổ vàng. Nam mô Tiên Bang Đại Đẳng, phong danh thượng cõi pháp đạo ba lần đại diện. Nam mô A Di Đà Phật. Cuối lời dứt nghĩa, chuyển Long Hoa Kinh khuyên dạy chúng sinh, hại xuống tận tình trì kinh cứu khổ. Phật trời dạy dỗ phù hộ chúng con, án học lo tròn bung son lai gót. Màn này màn chót thấm thoát sẽ qua, có mẹ có cha Đức Phật Di Đà Thích Ca dạy dỗ. Thánh tiên bảo hộ giác ngộ mau mau, bữa cháo bữa rau sum họp một màu, cùng nhau quan hệ sáng đi tu sĩ. Tích lũy đạo màu năm châu bốn biển, lựa tiễn anh tài ra tay lập hội hoàng bào mão đồi. Mau mau tắm gội xả tội hồng trần, lập thân màn chót thấm thoát sẽ qua, dứt khỏi lốc qua sum họp một nhà. Cháu con hiền sĩ hữu lý hữu tình, tụng Long Hoa Kinh giải thoát chúng sinh, tiên thánh đăng trình chứng minh hiền sĩ. Vô sanh vô dị khổ dị vô danh, được ban phép lành gắn công tu sửa. Hằng ngày hằng bữa lọc lửa mà chi, Đức Mẹ diêu trì từ bi hỷ xã. Dông hòm ngũ ngạ những dạ mà tu, tia sớm công phu có mẹ hộ phù, hòm linh siêu thoát. Màn chót quan ba lục tự Di Đà, giữ an trong dạ đừng cho nghiêng ngã, pháp đạo tu trì. Quy y hoàng mẫu đèn lòng soi thấu, theo dấu mẹ hiền hoa tiên đua nở, muôn thỏa an nhàn lâm đàn linh dị, dạy người tu sĩ. Giữ kỹ tôn thờ ước mơ đạo giáo, giữ ngay lòng thảo mẹ cha dạy bảo, cố gắng tịnh hiền quy nguyên tâm pháp, đền đáp mẹ thầy. Nam mô Tây Cung Hoàng Mẫu cứu giảng chúng con, dứt khỏi nợ trần. Nam mô Vô Thượng Hư Không Phụ Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn, cảm ứng chứng minh xuất hiện trần gian cứu độ quần sanh, điểm thành cơ quy nhất. Con quỳ trước giữa biển biển, cúi đầu đánh lễ mẹ hiền thứ ta, cúi xin đại đức
Mà mất hết linh tánh thì coi như vĩnh biệt luôn rồi con. Thương cha, thương mẹ thì lo mà về. Cha mẹ khổ dữ lắm nghe con. Ngày ngày con trẻ tận tình lại cha cùng mẹ ngọc kinh hội này. Cảm nên Phật mẫu tâm tắc như sao. Lão bà, lão mẫu, Phật bà địa mẫu, hoàng mẫu, diêu trì kim mẫu, cũng chỉ là một, chỉ kêu khác nhau danh từ tên gọi. Vì lão mẫu tùy duyên ứng hiện kim thân qua các nơi và tùy thời, tùy thích hợp ứng cơ ứng biến, công thượng phạt đền do mẫu sắp xếp. Mẫu mẹ thường